đây cái bộ vàng ướt áp nó cũng kỳ đúng không? Đổ áo mưa dạ. Kiểu dính bầu đó nha. Dính thì cũng tại nó cũng không sao á. Anh hình như đến đây lần hồi lúc mà kia phải không ta? Đến là lần thứ ba nè. Ừ. Em coi anh là lúc mà anh đứng ngoài kia. Ủa vậy hả? Rồi xong rồi có lần vô đây nữa đó mới cắt đây vô tới tận cái năm này. Xin lại đây. Minh Dự nghe các bạn. Là thiên bản Minh Dự. Ủa sao hôm nay thấy ở đây khá quá vậy ta, không có như mọi hôm vậy. Mới mưa sao hả? Trời ơi thiệt luôn á, ngày mai rảnh mới lên thăm bạn. Dạ em nhớ chị quá trời. Trời ơi lên thăm chị lộ ra trụ mặt hồng cái. Đúng rồi. Trời ơi là trời. Ủa mấy bữa nay đi đâu vậy? Trời ơi mấy bữa nay bận quá hiểu không, đi quay này cái khổ lắm. Đi quay mà. Trời ngày hôm qua tối qua chị nhâm nhưng mà biết làm sao bị lầy cho tới đêm luôn, khổ quá. Bữa đêm có còn ai nữa đâu. Nhưng với lại thân em bé nhỏ thì em đi đêm. Thân em bé nhỏ. Bé nhỏ nói chung là có chị che chở cho em cũng phần. Thanh mũi coi nè. Trời ơi là trời. Thí hồng mặc áo hồng đàng hoàng nha. Hôm nay nói chung là bận áo hồng, biết bả bận áo hồng rồi cho nên phải bận cho có cặp với bả đó. Ủa bả đổi dạ. Áo hồng luôn á. Hôm bữa hả? Ừ. Hôm nay quên, hôm nay không có đủ đồ, được có cái đôi dép mà cũng thường rồi. Đôi dép hồng đúng không? Thiệt luôn. Vài bữa đi sơn cái xe hường đó thế nào. Trời ơi, các chịu chơi nha các bạn, yêu quý các cây chịu chơi quá. Tại vì á mà mình tên Hường cho nên nó tất cả mọi thứ mình cũng phải là Hường. Dạ. Mình tên Hồng luôn hả? Dạ em tên Hồng luôn á. Dạ. Cái thăm nói chung là cái đó là cái nghề danh của em làm nghề đó. À. Dạ. Ủa Hồng làm nghề gì? Dạ em là diễn viên tự do đó. Dạ em đóng vai phụ không à. Dạ. Em đi phim đóng vai phụ không à. Rồi bây giờ xe đi vô. Xe đi vô đi ha, mệt quá đúng đây hồi kẹt đường người ta công an nó hốt cái cục họ. Dạ. Mưa nó dằn hết vô đồ của mình muốn chửi nào thiệt luôn á. Chạy nhanh qua mình nha. Biết sao muốn nhúng đầu nó xuống đất thiệt luôn á. Khổ ghê đi qua có mình thôi nè, qua thăm bà đây nè. Rồi bây giờ mình vô mình thăm các chi đi. Rồi. Thấy à, dạ em đấy trời. Sao không sao rồi? Dạ em khỏe em mới tới đây đó chị. Em khỏe không biết dạ. À? Dạ em rất là khỏe, em đầy năng lượng đó chị. Bây giờ em qua em nói chuyện. Trời ơi anh này đẹp trai dữ vậy. Anh nói BD đó. Nè thấy không? Thấy dạ. Hồng review đi thấy không? Có chất cô nè, trời ơi có quá chất review luôn đây, review luôn đây. Review luôn đi. Phải đi tham quan coi để biết coi bán cái gì mới cho được. Thiệt luôn á, muốn quả muốn ăn nãy giờ luôn á. Mưng ngồi cũng được chứ. Cứ qua bệnh hai tay ăn khổ, thân nhỏ bé này dắt cái xác mình. Khoái quá, ăn bánh tráng anh. Rồi ok bánh tráng nè. Trời ơi, uống được. Hai phần. Trời mưa. Với em nó ào luôn. Em đang mới hai lần rồi. Đi về. Bốn phần ok. Cho chị hỏi nè. Dạ. Anh YouTube cũng đang thắc mắc là mọi người hỏi là Thúy Hồng có dự định là chuyển giới hay gì không? Dạ nói chung là em nửa muốn nửa không. Tại dạ. Sao? Tại sao nửa muốn nè? Tại sao là muốn nè? Muốn nha là mình muốn là con gái để cho đàn ông người ta che chở, còn nửa nha, còn nửa là sợ gia đình đó, tại gia đình mình có một mình nào. Cho nên mình cũng sợ cái chuyện đó nữa, mất công mất giống. Bộ mất em là giống. Bộ em định lấy vợ mà mất giống em. Nói chung em cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu hết. Nhưng mà khi mà mình biết đi về thường, mình còn rất là nhỏ luôn. Em nhiêu tuổi rồi nè? Dạ năm nay em 22 tuổi. Ủa em cũng 22 là sao em nhỏ vậy? Rồi, ai biết đâu. Thúy Hồng ơi, cái cô dừa cua nó mọc ra quá vậy em. Trời em cũng không biết nữa. Cả đó, mặc dù bó nó dài ra quá vậy. Dòng ba nó cũng đỏ lại luôn nè. Rồi vậy đó. Em dự định làm em dự định là mình quyết định là mình không chuyển giới phải không? Dạ quyết định là không. Không anh ơi. Sau này là sẽ khác, sẽ thay đổi ý định nữa, nhưng mà hiện tại giờ là không. Không hả? Dạ. Thu nghiệm quá. Rồi em thấy trong cộng đồng LGBT mình thì em sẽ có lời nào để em muốn nhắc nhở cho cộng đồng LGBT cũng như là khuyên trong cộng đồng LGBT để càng ngày càng tiến lên và phát triển không em? Nói chung là bây giờ xã hội bây giờ 2020 rồi, 21 luôn rồi, cho nên nó mình giới tính sao mình cứ bộc lộ thoải mái đấy, cứ như em mà được rồi, không có sao hết trơn á. Bây giờ mình không có cần cái kín đáo này kia nữa đâu, mình kín đáo là mình khổ là mình sẽ không có chồng, không có con này kia, phải không chị? Mình nói tiếp đi nè. Dạ. Cho nên thôi mình cứ bộc lộ đi, không có sao hết trơn á. Tại vì á khi mà em bộc lộ em cảm thấy mình sống rất là thoải mái và không có bị ai ngăn cản. Hồi xưa em đi học ở nhà toàn bị chửi cái bên đây này bên đây nọ, xong rồi người ta quấn em, người ta lấy đá cho em, người ta lấy dép cho em, người ta giấu đồ của em nữa, người ta đánh em bầm dập luôn á chị.
mà hồi đó là cái giới của mình nó chưa có phát triển á, cho nên em cũng sợ lắm chị. Em cũng sợ lắm em ấy chị, rồi em cũng biết sao, biết cắn lưỡi đi đâu luôn á. Nhưng mà từ hồi năm 2011 á nha, là cái giới của mình nó phát triển lên nó nhiều, nhiều bạn như vậy bộc lộ lên, cho nên từ hồi đó giờ mình cảm thấy mình sống tự tin hơn. Bây giờ mình cảm thấy thích là được. Dạ, mình cảm thấy thích là được, mình sống đúng bản thân của mình là mình được. Dạ, tôi vui lắm rồi. Cảm ơn em nha. Dạ, không có sao hết trơn á. Dạ, hôm nay là em cũng tiện em nói vậy luôn. Trời mưa đi trôi hết mặt luôn nè, thấy không? Tôi rửa xong từ nhà nó dầm rồi, đi mưa nó trôi hết trơn rồi. Sao cái cù lẫn của chị nó đen lên kìa. Nói chị mới trả lời sao? Chị nói chị chứ. Cái cù lẫn chị nó đen lên. Cái này là cái gì chị? Cái nào? Trời ơi. Chị Hồng liên tục bị ở đây cà kẹ nha. Cái gì ai biết trời. Cái đồ giả đó. Đồ giả hả? Đồ giả chứ không phải đồ thiệt đâu. Cái này đồ giả. Mốt chị mặc quần đùi đi. Trời ơi, hôm nay cái chị biết trời mưa nó em, cho nên chị mặc quần này chứ không chị mặc quần dài này kia rồi, chứ mặc quần này thấy cũng ngại. Bữa sau em nói chị là chị qua đây chị trang điểm sắc sảo lên đi nè. Trời ơi chị, chị cũng mới xương xương à, mà đi trời mưa ở nhà nó trôi hết trơn của chị thì có biết làm sao nữa em. Dạ thiệt luôn á. Trời ơi trời mưa nó trôi hết trơn, hôm nay chị khổ chị gặp xui, đáng lẽ chị qua ngày hôm qua. Mình make up bao lâu? Dạ em make up đơn giản lắm anh, dạ có 3 phút mà. Dạ đơn giản thôi, dùm dập cho nó sáng cái mặt mình được thôi. Đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ trời mưa mất công quá thôi. Lại lồng lộn quá, người ta nhìn qua ta té xe không công. Đó kìa, mém té kìa không? Đó mém té không? Anh nó đẹp trai, tướng mẹ. Bây giờ chị chấm anh nào chưa? Chấm anh YouTube này chấm anh nào chưa? Nói chung á nha, là chị thích đàn ông bằng áo đen nè. Và giặt cái body kiểu vậy cỡ như cưng cũng được rồi đó. Ừ. Nhưng mà cưng đen quá thì nó là trắng trắng lên chút. Em buôn bán sao mình biết dưỡng da không kìa. Nóng lắm chưa? Chọn phải dưỡng da, phải xích kem, kem trộn, cắt trên đò nho, hiểu không? Một giờ một giật nè mọi người. Nói thấy không, thắt chị trắng như vậy không, chị quay xương, quay nắng ngoài đường thấy không? Chị phơi nắng thấy không, chỗ kiếm từng đồng từng cắt một, mình da chị dưỡng trắng nè. Ôi, chị xuất sắc vậy? Khổ, chị khổ lắm em. Có hừ luôn nè, có hừ luôn. Nó khổ lắm, trời làm cái nghề với chị khổ lắm, mất tiền sớm lắm em. Bị chửi, vừa hôm bị chửi, phơi nắng chết mò luôn á. Cũng không biết sao nữa. Hôm nay chị ta nói hình như có phiên bản giống như Minh Dự, bây giờ có chữ giống được như Minh Dự không ta? Không, nên nói chung là chắc chắn là mình sẽ không bằng bản gốc rồi. Mình chỉ là bản sao thôi, mà không biết là sao mà thứ mấy nữa. Cho nên là thôi, có làm sao cũng được chứ. Đứng nhớ theo dõi của chị nha, có cái quần kim nha. Ôi mày. Anh đẹp trai quá rồi. Tôi được làm giáo vui chứ. Đẹp trai quá rồi, thiệt luôn á. Lấy lẻ thôi. Nó 150 lẻ thôi. Không. Tôi chỉ xuống tôi cầm thủ. Cho mọi người lấy cái thẻ. Có cà thẻ không chị? Chán. Đi, mày đi cho tao. Nói tên em chị ơi. Lấy gì bỏ sổ đi. Bỏ sổ đi. Bỏ sổ đi. Bỏ sổ đi. Mà hai đứa một phần hả? Hai đứa một phần. Sao mọi người nhiều cái đổi đằng sau? Là phát triển quán mình phát triển đi thôi. Cho đi vào bệnh học của đây nha. Em biết nhiều cái câu chúc em nó không linh thiêng được luôn á. Tại vì nó nhanh quá, nó trôi chữ hiểu không? Ủa chị tưởng nó là cái đám học sinh hay vậy? Thôi rồi. Tôi rõ thì chén rồi nha, có ngồi luôn. Có tiền bạc.
Ấy giờ thấy sao chưa đi nữa quay hoài vậy? Em nhớ đăng ký và nhấn nút nha.